Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị. Xin chào luật sư Nguyễn Văn Thân. Vâng, xin chào chị Lê Tâm. Xin kính chào quý khán giả của SBS. Thưa quý vị, Hội nghị Trung ương lần thứ 3 mới đây của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 vừa mới kết thúc hôm 18 tháng 7 và nhiều người cho rằng hội nghị này đánh dấu một thời điểm quan trọng trong chính trị của đất nước Trung Quốc khi hội nghị này đã củng cố một lộ trình cho nền kinh tế Trung Quốc trong 10 năm tới và ông Tập Cận Bình chuẩn bị cho một nhiệm kỳ lãnh đạo thứ tư đất nước này. Thưa luật sư Nguyễn Văn Thân, xin anh giải thích thêm là tại sao ông Tập lại có thể có được một nhiệm kỳ thứ tư và điều này có thể xảy ra như thế nào ạ? Vâng, thì đây là những cái sự nhận xét của một số nhà quan sát. Nhưng mà trước khi để trả lời cái câu hỏi đó thì tôi cũng xin được nói thêm về cái ý nghĩa của cái hội nghị trung ương lần thứ ba của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì theo truyền thống, cứ mỗi một nhiệm kỳ 5 năm như vậy thì họ sẽ có 7 lần hội nghị. Thì thông thường cái hội nghị thứ nhất và thứ hai sau khi mà có một cái ban chấp hành trung ương mới đó thì thông thường tập trung vào các cái vấn đề nhân sự và cơ cấu. Cái hội nghị thứ ba thì theo truyền thống thì hồi nãy chị Lê Tâm nói đó thì lúc nào cũng đưa ra một cái chính sách kinh tế cải cách qua cái khoảng thời gian 5 tới 10 năm. Thì người ta liên tưởng đến cái hội nghị thứ ba vào năm 1978 khi ông Đặng Tiểu Bình quyết định xoay chiều, có nghĩa là hướng Trung Quốc từ một cái nền kinh tế hợp tác xã, một cái nền kinh tế tập trung chủ nghĩa xã hội đưa qua cái nền kinh tế thị trường. Dĩ nhiên là nó cũng là một cái bước mở đầu, nhưng mà người ta nhớ đến cái bước đột phá đó. Và sau một cái khoảng thời gian 40 năm vừa qua đó thì cái nền kinh tế Trung Quốc từ rất là thấp bây giờ trở thành cái nền kinh tế lớn thứ hai trên toàn thế giới. Thì lần này cũng vậy, các nhà quan sát người ta kỳ vọng là sẽ có những cái bước đột phá để giải quyết những cái vấn nạn kinh tế của Trung Quốc trong thời gian vừa qua. Theo qua 40 năm qua đó thì Trung Quốc đã được hưởng lợi từ là một cái hãng sản xuất rẻ tiền, lực lượng nhân công dồi dào, rẻ, thị trường quốc tế cởi mở và đầu tư quốc tế đổ dồn ồ ạt vào Trung Quốc. Họ đã được hưởng cái lợi đó và cũng không ngạc nhiên là cái chỉ số phát triển GDP lúc nào cũng trên 10%. Tuy nhiên, từ năm 2013 trở đi cho tới bây giờ đó thì cái chỉ số phát triển GDP nó đã giảm phân nửa. Hiện nay thì nó có vừa qua thì nó đã xuống còn chỉ 4.7% so với năm ngoái là 5.3%. Thành ra nó có một số vấn nạn rất là lớn. Thứ nhất là cái thị trường bất động sản bị khủng hoảng trầm trọng. Thứ hai là các chính quyền địa phương nợ ngập đầu và không có cung cấp được các cái dịch vụ mà trước đây họ có trách nhiệm phải cung cấp. Và cái thứ ba là cái môi trường quốc tế nó đã khác biệt rất nhiều. Hoa Kỳ và thế giới Tây Phương đã bắt đầu các cái chính sách cấm vận. Thì trước những cái vấn nạn kinh tế như vậy đó thì người ta kỳ vọng có một cái bước đột phá gì đó. Nhưng mà thay vì có những cái bước đột phá đó thì cái hội nghị lần này lại ấn định lại cái vai trò chủ chốt của đồng chí Tập Cận Bình. Và cũng vì cái lý do đó thì người ta dự đoán rằng là ông Tập Cận Bình đang dọn đường cho cái nhiệm kỳ thứ tư. Dạ, như vậy thì có phải cái ý nghĩa của anh vừa nói đó là người ta kỳ vọng đó là hội nghị này là một trong những hội nghị quan trọng đánh dấu cách mà Trung Quốc có thể vươn lên về mặt kinh tế trong 10 năm tới, định hình một cái con đường cho kinh tế thì lại chủ yếu là tập trung đặt nền móng vững chắc hơn cho việc ông Tập Cận Bình có thể giữ được cái nhiệm kỳ thứ tư trong cái kỳ bầu cử sắp tới của Hội nghị Trung ương. Thì thông cáo của hội nghị lần thứ ba này, người ta nói đến vấn đề đó là two establishes, là hai cơ sở. Được biết đây là cái vấn đề mà giúp củng cố vị trí cốt lõi của ông Tập Cận Bình trong Đảng Cộng sản và vai trò chỉ đạo tư tưởng của ông. Thì thưa anh, xin anh giải thích thêm về cái tên gọi này có cái nội dung gì và ý nghĩa gì ạ?
Vâng, thì trong Đảng Cộng sản Trung Quốc thì thông thường họ hay đưa ra những cái khẩu hiệu như thế này. Cái từ mà hai cơ sở mà nãy chị Lê Tâm đề cập tới đó, thì nó đã được đưa ra vào hội nghị thứ sáu vào tháng 11 năm 2021. Thì cái hai cơ sở đó là gì? Cái cơ sở thứ nhất là đồng chí Tập Cận Bình được coi như là trọng tâm của Trung ương Đảng Cộng sản và do đó là trọng tâm của toàn thể Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là cái cơ sở thứ nhất. Cái cơ sở thứ hai là tất cả mọi người phải học tập tư tưởng của đồng chí Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội dựa vào cái bản sắc của Trung Quốc, nói theo cái câu tiếng Anh là Socialism with Chinese Characteristics. Thì đó là hai cái cơ sở mà ông Tập Cận Bình ông đã đặt ra. Và cái hội nghị lần này đó thì thay vì tập trung vào những cái vấn đề cải cách kinh tế, thì họ lại nhấn mạnh một lần nữa cái vai trò của ông Tập Cận Bình. Thì cũng nên nói rõ thêm nữa là sao ông Mao Trạch Đông với những cái hệ lụy mà ông đã để lại sau các cái cuộc thanh trừng rồi cách mạng văn hóa, cải cách ruộng đất dẫn đến cái chết của hơn 30 triệu người dân Trung Quốc. Thì Đảng Cộng sản Trung Quốc một phần nào đó đã nhận ra cái lỗi lầm và họ đã không có muốn lặp lại cái chủ nghĩa lãnh tụ, suy tôn lãnh tụ. Có nghĩa là tuy là ông Đặng Tiểu Bình ông lên thì ông là một người rất là có nhiều quyền hành nhưng mà ông vẫn có cái khuynh hướng là tản quyền hay là tập trung không không có tập trung quyền lực vào cá nhân mà là lãnh đạo tập thể. Thì bây giờ ông tới ông qua những cái triều đại, qua những cái thời mà sau ông Đặng Tiểu Bình là những cái người như là ông Giang Trạch Dân rồi ông Hồ Cẩm Đào thì cái chiều hướng nó đi theo cái chiều hướng của ông Đặng Tiểu Bình. Tuy nhiên đó thì bây giờ thì ông Tập Cận Bình ông đã đi ngược lại cái chủ nghĩa tôn thờ cá nhân, tôn thờ lãnh tụ của ông Mao Trạch Đông. Và vì lý do đó những cái khẩu hiệu lý thuyết nhưng là hai cơ sở thì càng ngày càng được nhấn mạnh thay vì là tập trung vào cái vấn đề cải cách mở cửa nền kinh tế thị trường như như cái truyền thống của ông Đặng Tiểu Bình trước đây. Với cái hai cơ sở này anh cũng vừa mới nói đó là một Trung Quốc xã hội chủ nghĩa nhưng mà có mang cái dấu ấn, mang những cái bản sắc của Trung Quốc. Thì một cái điểm đáng chú ý trong cái hội nghị năm nay đó là khẩu hiệu, cũng là một khẩu hiệu nữa là hiện đại hóa Trung Quốc. Thì cái việc mà anh vừa mới nói đó là cái bản sắc Trung Quốc nó thể hiện như thế nào trong cái khẩu hiệu này hả anh? Tại vì họ cũng có đặt ra một cái khẩu hiệu liên quan đến kinh tế ạ. Vâng, thì sau cái hội nghị lần này thì họ cũng đã ra một cái bản thông cáo gồm có 5.000 chữ. Nhưng mà đặc biệt đó là cái khẩu hiệu là hiện đại hóa Trung Quốc đó, thì nó rất là mơ hồ, nó rất là chung chung. Thì cái mà người ta nhìn thấy đó là họ tập trung nhấn mạnh rằng là bây giờ chúng ta tập trung vào cái vấn đề chất lượng chứ không phải là số lượng. Nếu như trước đây thì cái mục tiêu là đưa cái nền kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh, phát triển mạnh để theo kịp các quốc gia phát triển trên thế giới thì bây giờ họ hầu như là đã từ bỏ cái mục tiêu đó, có nghĩa là họ không có còn nghĩ tới là cái việc phải tăng trưởng trên 10% nữa mà bây giờ chỉ nhắm tới cái vấn đề chất lượng, tập trung vào cái nền công nghệ mới, nền công nghệ cao. Thì tôi thấy đó là cái khẩu hiệu hiện đại hóa Trung Quốc này thì nói là ai cũng có thể nói được nhưng mà cái vấn đề thực tế là liệu có thi hành được hay không là tại vì ông Tập Cận Bình ổng cái triết lý của ổng nó không giống như ông Đặng Tiểu Bình, có nghĩa là ổng vẫn muốn nắm kiểm soát cái vấn đề kinh tế, có nghĩa là kinh tế của Trung Quốc phải nằm dưới cái sự kiểm soát của Đảng Cộng sản, mà nói nằm cái dưới cái sự kiểm soát của Đảng Cộng sản có nghĩa là nằm cái gì sự kiểm soát của ông Tập Cận Bình. Cũng không có tin tưởng những cái người mà doanh nhân mà có khả năng có tài. Thì trong cái thời của ông, trong cái thời gian vừa qua thì cũng có hàng loạt những cái doanh nhân, những nhà tỷ phú, trong đó có những cái người như Jack Ma hoặc là những cái ông mà làm chủ những cái ông đại tỷ phú của bên Trung Quốc bị bắt hoặc là có nghĩa là bị cấm không có được lên tiếng. Và ông tất cả mọi thứ phải nằm dưới cái quyền kiểm soát của ông Tập Cận Bình. Thành ra cái khẩu hiệu nói thì nó là dễ nhưng mà nó không có một cái gì cụ thể để mà cho người ta có thể theo đó mà người ta dựa vào.
Và theo tôi nghĩ thôi là với những cái khẩu hiệu như vậy đó thì một lần nữa nó cũng chỉ là để củng cố cái vai trò lãnh đạo, cái vai trò quan trọng tối hậu của ông Tập Cận Bình, không chỉ trong Đảng Cộng sản Trung Quốc mà trong tất cả mọi vấn đề liên quan đến đời sống của người Trung Quốc. Dạ, cảm ơn anh. À, cũng gần hết thời gian nhưng mà vẫn còn một vấn đề cũng khá quan trọng xảy ra trong tuần vừa qua tại Á Châu. Đó là tin Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng qua đời đã được loan trên thế giới và tin chính thức thì cho hay là ông từ trần vào ngày 19 tháng 7. Thưa luật sư, xin anh giải thích là việc ông qua đời đó thì có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước Việt Nam trong bối cảnh này ạ? À? Vâng, tôi nghĩ rằng là trong thời gian qua đó thì hàng loạt các cái thành viên lãnh đạo cao cấp trong Bộ Chính trị đã phải vì lý do này, lý do kia, nói chung đó là bị buộc phải từ chức. Thì vừa gần đây nhất là chúng ta có ông Chủ tịch Võ Văn Thưởng, rồi bà Trương Thị Mai, và trước đó thì có những ông như là Vương Đình Huệ, Nguyễn Xuân Phúc, Đinh Tiến Dũng, Trần Tuấn Anh. Thì trong Bộ Chính trị có 18 người mà tôi thấy đâu là đã có 7-8 người là đã phải bị buộc phải từ chức, đa số là liên quan đến cái vấn đề tham nhũng trong cái thời gian mà họ lãnh đạo ở tại địa phương. Thì các cái nhà đầu tư cũng như thị trường kinh tế, thị trường quốc tế đó, thì người ta cho rằng đây những cái sự thay đổi về vấn đề nhân sự này nó có một cái ảnh hưởng tiêu cực đến cái việc Việt Nam kêu gọi và thu hút đầu tư. Thì bây giờ cái ra đi của ông Nguyễn Phú Trọng nó lại cộng thêm vào cái sự khủng hoảng lãnh đạo đó, có nghĩa là nó sẽ tạo ra một cái khoảng trống. Ông Nguyễn Phú Trọng đó thì người ta đánh giá rằng ông xuất thân là về vấn đề ông đi học về văn hóa, về đảng, ông không có một cái kinh nghiệm hay là một cái quá trình là một người làm cải cách kinh tế. Thành ra khi ông được đưa ra làm tổng bí thư đó thì ông được coi như là một cái người lãnh đạo mà phe bên nào cũng chấp nhận được. Và mình nói theo tiếng Anh nó gọi là một cái consensus leader, có nghĩa là trong nội bộ thì họ cũng có phe này phe kia, có phe bên an ninh, phe bên kinh tế, thì các phe đó và phe bên quân đội, thì các phe đó đó đều có thể chấp nhận được ông Nguyễn Phú Trọng là một người lãnh đạo. Rồi bây giờ thì ông Nguyễn Phú Trọng đã từ trần, thì liệu là các phe phái có thể cùng đồng thuận với nhau trong đối với một người nào đó là làm lãnh đạo hay không? Thì tôi cho rằng nó sẽ có một cái ý nghĩa là đây là một cái sự khủng hoảng về lãnh đạo ở trên cái cấp thượng tầng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng giả sử mà có một tổng bí thư mới thay thế tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thì theo anh cái người mới này có thể tiếp tục phương cách mà ông Nguyễn Phú Trọng đã từng thực hiện hay không? Những cái phương cách mà cũng được biết đến như ông là một nhà vận động phong cách ngoại giao cây tre chẳng hạn hoặc là liên quan đến những vụ án đốt lò hay là những gì ông làm chỉ mang tính cá nhân mà không phải là một phương cách tập thể của Đảng Cộng sản Việt Nam để mà điều hành đất nước? Quan tôi nghĩ đó là ông Nguyễn Phú Trọng bản thân ổng là ổng là một người bảo thủ theo cái truyền thống Marxist Leninist, rồi ông cũng là mang một cái tính tôi có thể gọi là một cái nhà hữu nho, có nghĩa là ông tin tưởng rằng giống như mình nói hồi xưa, các quan nếu mà được rèn luyện đã được học đọc nhà nho thì sẽ là trở thành các quan thanh liêm, sẽ phục vụ cho triều đình. Tôi nghĩ là cái đó thì tôi nghĩ là nó không có thực tế. Nếu mà mình nói về một cái mặt tích cực cho ông Phú Trọng đó thì tôi nghĩ là một cách công bằng thì người ta đánh giá ổng là một người có vẻ như là thanh liêm, thì người ta nói rằng ổng vẫn chạy cái chiếc xe Toyota cũ, rồi cũng gia đình ổng thì cũng không có nghe tai tiếng gì, nói chung thì nó là như vậy. Thì bây giờ tạm thời chúng ta không biết là thật sự là gia đình bà con của ổng có được hưởng quyền lợi gì hay không vì cái vai trò của ổng, nhưng mà bây giờ tạm thời chúng ta cho ổng cái gọi là cái tiếng Anh mình gọi là benefit of the doubt đi, gọi là cho ổng là một cái người, một nhà quan thanh liêm đi. Nhưng mà thật sự là nó không có thực tế, là cho dù ổng đã thúc đẩy cái chiến dịch đốt lò như hồi nãy chị Lê Tâm nói và đã kỷ luật hơn 139.000 đảng viên, nhưng mà cái bằng chứng nó rất là rõ ràng là hàng loạt các đảng viên cao cấp, ngay cả trong Bộ Chính trị, đều có dính líu tới tham nhũng. Thành ra trong cái thời buổi ngày nay, cái vấn đề tham nhũng nó không phải là vấn đề cá nhân, nó không phải là cái vấn đề là
Người ta phải rèn luyện đạo lý đạo đức con người để trở thành một quan thanh liêm, mà nó phải dựa vào cái hệ thống, cái tính minh bạch, cái tính cạnh tranh và cái tính giải trình. Và cái đó là tôi nghĩ trong một cái vai trò lãnh đạo là ông Nguyễn Phú Trọng ông đã không có làm có lợi cho đất nước Việt Nam về lâu về dài. Rồi bây giờ chúng ta nói đến là liệu cái người mới có đi theo cái hướng như vậy hay không, thì hiện nay tất cả mọi người đều nhắm tới ông Tô Lâm, tức là trước đây ông là Bộ trưởng Công an và ông cũng có thể nói là một cánh tay của Nguyễn Phú Trọng trong cái chiến dịch đốt lõi. Là tại vì ông làm công an thì ông nắm hết những cái hồ sơ mật. Nhưng mà bây giờ đó thì ông là chủ tịch nước, rồi ông cũng đang là kiêm luôn cái quyền tổng bí thư. Thì tôi nghĩ cá nhân ông Tô Lâm trong cái giai đoạn ngắn đó, thì cái chính sách của Việt Nam có lẽ cũng không có gì nhiều thay đổi về vấn đề đối nội. Thì vẫn tiếp tục tiến hành gọi là kêu gọi chống tham nhũng, vẫn tiếp tục đàn áp cái vấn đề xã hội dân sự. Việt Nam là một quốc gia đứng hàng thứ hai tại châu Á có cái số tù nhân lương tâm cao nhất theo tổ chức theo dõi quốc tế nhân quyền quốc tế Human Rights Watch, có hơn 160 tù nhân lương tâm. Về vấn đề đối ngoại thì tôi nghĩ Việt Nam cũng sẽ tiếp tục theo đuổi cái chính sách ngoại giao cây tre như hồi nãy chị Lê Tâm nói. Có nghĩa là trong thời gian ngắn thì sẽ không có thay đổi nhiều, nhưng mà từ đây cho tới đại hội sắp tới vào năm 2020, đầu năm 2026, thì chắc chắn các phe phái sẽ tiếp tục tranh giành cái chức lãnh đạo tổng bí thư, có thể cũng là ông Tô Lâm và cũng có thể là một người khác. Và tôi nghĩ cái người đó sau cái nhiệm kỳ mới đầu năm 2026 đó thì không chắc hẳn là họ sẽ theo đuổi cái chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng, là tại vì cái chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã để lại rất là nhiều phe nhóm, nhiều thành phần, nhiều thành viên, trong đó có những cái phe của ông Nguyễn Tấn Dũng là không hài lòng, cũng có rất là nhiều kẻ thù, nhiều đối thủ, một số người người ta nhận xét đó, thì cái chiến dịch đốt lò này đó thì nó càng đốt lò thì nó càng càng củi, nó càng có nghĩa là càng có nhiều nạn nhân, nhưng mà cái vấn đề kinh tế thì có những cái quyết định quan trọng thì các quan chức bị đóng băng không dám thi hành. Thành ra tôi không cho rằng cái người mới nhất thiết sẽ đi theo tiếp tục theo đuổi cái chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng về mặt đối nội. Về mặt đối ngoại thì trong cái thời gian trước mắt ra thì tôi nghĩ sẽ không có gì thay đổi nhiều. Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân. Xin cảm ơn chị Lê Tâm, xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBS. Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.